Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thời sự Thế giới được phát sóng và cập nhật liên tục trên kênh tin tức HTD News. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm tin chính đáng chú ý sau đây. Cựu Tổng thống Peru lần đầu hầu tòa sau khi bị phế truất Nội đoá vì phương Tây ung ung gửi đến vũ khí cho Ukraine, Nga triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Món quà bất ngờ mà quân Nga bỏ lại sau khi rút lui khỏi Kherson. Nổ lớn liên tiếp ở biển Azov, Ukraine tiếp tục dán đòn vào căn cứ không quân của Nga. UAV tấn công cảng Crimea, hàm đội biển đen Nga chạy hủ vía. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức về tình hình thế giới trong ngày qua. Cựu Tổng thống Peru lần đầu hầu tòa sau khi bị phế truất Vâng thưa quý vị, cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo đã tham dự phiên điều trần qua video vào hôm 7 tháng 12 sau khi bị bắt giữ một ngày trước đó với cáo buộc âm mưu đảo chính. Trong phi điều trần vào ngày 8 tháng 12, các luật sư của ông Castillo nói rằng cựu tổng thống bị bắt giữ tùy tiện và bị cách chức với các cáo buộc ngụy tạo. Trong khi đó, ông Castillo chỉ trả lời những câu hỏi có hoặc không, Guardian đưa tin. Tòa án Peru sẽ ra quyết định liệu ông Castillo có bị tạm giam hay không. Ông Castillo phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm hiến pháp sau khi ông thông báo giải tán quốc hội và lập chính phủ khẩn cấp. Ông Castillo đã bị đa số nghị sĩ phế trước với các cáo buộc có âm mưu đảo chính chỉ vài giờ sau các thông báo giải tán quốc hội. Phó Tổng thống Dina Bolete đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời trở thành nhà lãnh đạo thứ sáu tại Peru chỉ trong 6 năm. Sau phiên điều trần vào ngày 8 tháng 12, tòa án quyết định tạm giam ông Castillo trong 7 ngày để điều tra. Ông đã tham dự phiên tòa trực tuyến khi đang bị giam ở nhà tù cảnh sát tại Lima. Theo Reuters, Mỹ đã lên án động thái đòi giải tán quốc hội của cựu tổng thống Castillo. Trong khi đó, tổng thống Bolivia Luis Arce gọi việc phế trước ông Castillo là sự quấy rối liên tục của giới tinh hoa phản dân chủ, chống lại chính phủ tiến bộ. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chưa công nhận bà Boluete như người đồng cấp ở Peru. Đại sứ Mexico ở Peru Pablo Monroy đã đến gặp ông Castillo vào hôm 8 tháng 12 tại đồng cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Lima. Trong ngày 8 tháng 12, Phó Tổng thống Boluete nói rằng việc kêu gọi bầu cử sớm vào lúc này sẽ là sự tôn trọng về mặt dân chủ, nhưng cần có các cuộc thảo luận. Nội đó, vì phương Tây ung ung gửi vũ khí cho Ukraine, Nga triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Nga vừa khởi xướng việc triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vào ngày 9 tháng 12 để thảo luận về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi một quan chức cấp cao của Nga nổi giận cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa khi tiếp sức cho Kiev. Theo Pravda, bang thư ký Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết cuộc họp sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 12. Cuộc họp được triệu tập trong bối cảnh thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Kiriyakov cảnh báo NATO đang đùa với lửa khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các thành viên NATO đang can thiệp ngày càng gia tăng và trực tiếp vào cuộc xung đột này sự hỗ trợ của họ cho kiev hiện nay đã đa dạng hơn nhiều so với cách đây một vài tháng điều đó phản ánh chính sách leo thang xung đột của washington được các nước eu tuân theo Họ đang đùa với lửa, các rủi ro đang gia tăng, ông Kiepkov tuyên bố trên kênh Russia 24 TV vào ngày 8 tháng 12, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây mở rộng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có các vũ khí hạng nặng và tầm bắn xa hơn. Ông cốp nhấn mạnh các nước phương Tây về hậu quả của những động thái như vậy. Trong khi đó, cùng ngày, thư ký của Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nhận định Mỹ và NATO đang theo đuổi mục tiêu dài hạn để làm suy yếu và phá hủy nước Nga, cũng như phá vỡ cấu trúc an ninh khu vực Á-Âu. Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu tỉnh Lugan Sekhi Gaidai tin chắc rằng vào cuối mùa đông năm nay, lực lượng Ukraine ở Lugan có thể tiến đến đường phân giới của năm 2014 và giải phóng toàn bộ tỉnh này trong năm 2023. Ông Haida nhấn mạnh, vị quan chức Ukraine lưu ý thêm rằng do Nga đổ rất nhiều lực lượng và tài nguyên vào Lucan nên cuộc chiến sẽ rất khó khăn, nhưng ông cũng bày tỏ niềm tin rằng các lãnh đạo quân đội của Ukraine linh hoạt hơn và hiểu biết hơn nhiều so với đối thủ đến từ Nga. Món quà bất ngờ mà quân Nga bỏ lại sau khi rút lui khỏi Kherson Quý vị thân mến, gần một tháng sau khi Moscow rút quân khỏi Kherson, lực lượng Ukraine đã tìm thấy nhiều món quà bất ngờ mà những người lính Nga để lại. Các lực lượng Nga đã rút lui khỏi Kherson vào giữa tháng 11. Sau khi Nga rút quân, các lực lượng Ukraine đã tìm thấy một số lượng lớn thiết bị mà Moscow để lại, bao gồm xe tăng và đạn dược. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ một bài đăng trên Facebook vào hôm 7 tháng 12 cho thấy một số hình ảnh quân đội Ukraine tìm thấy chất nổ Nga để lại Kherson. Theo The Post, dịch vụ giao thông vận tải đặc biệt của Bộ Quốc phòng các đơn vị khai thác Ukraine đang tìm kiếm và phá hủy bất kỳ chất nổ nào mà Nga còn sót lại sau khi họ rút lui. Sau khi rút quân, lực lượng Nga đã để lại rất nhiều món quà bất ngờ cho chúng tôi, bài viết tiết lộ. Một chuyên gia quân sự nghi ngờ chất nổ bị bỏ lại để cố tình gây hại cho lực lượng Ukraine. Chia sẻ với Newsweek, chuyên gia Mark Kansian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS Mỹ cho biết ông đã kiểm tra các bức ảnh và lưu ý rằng đây có thể là số chất nổ mà Nga bỏ lại do không thể xử lý an toàn để mang theo. Ông Kansian nghi ngờ các chất nổ này có thể gây thương vong cho lực lượng Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đăng tải hình ảnh đội dò mình làm việc trong điều kiện thời tiết khó khăn dưới pháo kích liên tục của Nga để tìm và phá hủy bất kỳ chất nổ nào. Bài đăng chia sẻ một số hình ảnh với những người lính Ukraine đang tìm kiếm chất nổ dưới lòng sông Dnieper và trên Đất liền. Các chiến binh dũng cảm của chúng tôi không đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào, bài đăng cho biết. Ukraine đã bày tỏ hoài nghi về việc sau khi Nga rút khỏi Kherson, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga sẽ không tự nhiên mang đến cho chúng ta những món quà như vậy. Ông Zelensky kêu gọi lực lượng của mình di chuyển cẩn thận, không hấp tấp, không để xảy ra rủi ro không cần thiết. Ông nhấn mạnh các lực lượng Ukraine vẫn đang tìm kiếm bất kỳ vũ khí hoặc bẫy nào mà Nga bỏ lại. Nổ lớn liên tiếp ở biển Azov, Ukraine tiếp tục giáng đòn mạnh vào căn cứ không quân của Nga. Quý vị thân mến, ba vụ nổ lớn đã được nghe thấy cũng như những vụ nổ nhỏ hơn trong căn cứ không quân Berdyan do Nga chiếm giữ gần thành phố ở trên bờ biển Azov theo các nguồn thảo tin vụ tấn công vào sân bay Berdian tiền báo rằng, quân đội Ukraine sắp đánh lớn tại Zabrychia trong bối cảnh quân đội Nga đã phải rút lui khỏi hàng loạt các khu định cư trong các ngày qua. Yevgeny Balitsky kẻ phản bội hiện đang giữ chức vụ quyền thống đốc của cái gọi là chính quyền dân sự quân sự do Nga dựng lên cho biết. Các dịch vụ khẩn cấp đã được báo cáo là đang trên đường đến hiện trường, không có thương vong nào được báo cáo. Trong cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, phần phía nam của tỉnh Zabrychia đã bị Nga chiếm ngay từ những ngày đầu. Vào ngày 26 tháng 2, thành phố Berdian nằm dưới sự kiểm soát của Nga, sau đó là chiến thắng của Nga tại Melitopol vào ngày 1 tháng 3. Các lực lượng Nga cũng đã bao vây và chiếm được thành phố Enehoda, nơi mà có nhà máy điện hạt nhân Zabrychia, vào ngày 4 tháng 3. Thủ phủ của khu vực Zabrychia là thành phố Zabrychia, chưa bị quân đội Nga chiếm giữ và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ngày 26 tháng 2, quân đội Nga chiếm được cảng Berdyansk và sân bay Berdyansk. Đến ngày hôm sau, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 3, cảng được người Nga sử dụng làm trung tâm hậu cần để hỗ trợ các cuộc tấn công của họ ở miền nam Ukraine, và đặc biệt là các cuộc bao vây Mariupol. Vào ngày 21 tháng 3, phương tiện truyền thông Zevda của Nga đã đưa tin về sự xuất hiện của các tàu vận tải đổ bộ ở Berdyan. Một sĩ quan hải quân Nga mô tả đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt sẽ mở ra khả năng hậu cần cho hải quân hắc hải. Vào ngày 24 tháng 3, các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc không kết nhằm vào tàu đổ bộ lớp Alligator Saratov. Chiếc này bị phá hủy và đánh chìm, và một trong hai tàu đổ bộ lớp Polpucha bị hư hại nhưng vẫn có thể rời cảng. Vào thời điểm đó thì đây là tổn thất hải quân nặng nề nhất mà Nga phải gánh chịu trong cuộc xâm lược và là một trong những thành công quan trọng nhất của Ukraine. Yevgeny Balitsky cho biết một nỗ lực ám sát đã được thực hiện nhằm lấy mạng một nhà lãnh đạo do Điện Cẩm Linh cài đặt tại thành phố Melitopol bị chiếm đóng trong khu vực Zabrychia phía nam Ukraine. Nikolai Volik, phó chủ tịch thành phố Melitopol, đang rời khỏi nhà thì một thiết bị nổ tự chế phát nổ. Vụ ám sát diễn ra vào sáng sớm hôm thứ Ba khi Volik đang rời khỏi nhà. Yevgeny Balitsky cho biết các cuộc điều tra cho thấy đó là một quả bom nặng 2,5 kg và được điều khiển từ xa. UAV tấn công cảng Crimea, hàm đội biển đen Nga chạy hú vía Thưa quý vị, hãng thông tấn Nga RT vào hôm 8 tháng 12 đưa tin, hải quân nước này đã chặn được một cuộc tấn công UAV, máy bay không người lái drone ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea vào sáng cùng ngày. Theo thống đốc thành phố Mikhail Ravozaev cho biết, Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine từ năm 2014, bất chấp Kiev và quốc tế đã lên án. Thành phố cảng chiến lược Sevastopol đã từng gánh chịu một số tấn công trong những tháng qua, mà các quan chức của Nga khẳng định đó là từ Ukraine, nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, nơi mà Nga tuyên bố là đã sắp nhập sau khi cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014. Sevastopol được coi là có ý nghĩa chiến lược và đã được chính quyền Nga cấp cho vị thế đặc biệt của thành phố liên bang. Cho nên, tuy là một thành phố nhưng Sevastopol có người đứng đầu là một thống đốc. Ở Nga còn có hai thành phố đặc thù tương tự là Moscow và Saint Petersburg. Hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12, ông Rafozaev đã đăng một tin nhắn ngắn trên kênh Telegram của mình. Sáng nay, một tàu thuộc hạm đội biển đen của Nga đang làm nhiệm vụ và đã bắn hạ một UAV trên biển. Ông ca ngợi các quân nhân báo cáo rằng họ đã xử lý mối đe dọa một cách chuyên nghiệp hơn bao giờ hết thông điệp của thông đốc được đưa ra sau khi cư dân địa phương mô tả trên mạng xã hội về một tiếng nổ lớn mà họ nghe thấy vang vọng vào trong thành phố phía nga nhìn nhận rằng uav bị bắn hạ là của ukraine ukraine coi crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình và hiện đang bị nga chiếm đóng tạm thời tổng thống vladimir zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ đoạt lại bán đảo vào cuối tháng 4, tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rằng một trong các mục đích của cuộc tấn công quân sự vào Ukraine do Nga phát động vài tháng trước đó là để đảm bảo hòa bình và an ninh của Crimea. Vào tháng 5, ông Putin đã nhắc lại rằng Ukraine đã công khai chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào các vùng đất lịch sử của chúng tôi, bao gồm cả Crimea. Trước đó, vào đêm ngày 5 tháng 12, phía Nga cho hay hai căn cứ không quân của họ ở Engels cách vùng do Ukraine kiểm soát tận 700 km và Diaghilev ở khu vực Ryazan, cách 500 km, đã bị máy bay không người lái UAV thời liên xô cũ của Ukraine tấn công, khiến ba người thiệt mạng. Ngày hôm sau đó, 6 tháng 12, một vụ không kết bằng máy bay không người lái vào thành phố Kursk của Nga, cách biên giới Ukraine 900 km, đã được phía Nga đưa tin với những tấm hình khói đen dày đặc bốc lên khi một bể chứa dầu bốc cháy nhưng không có tử vong. Phía Nga gọi những cuộc tấn công này là hành động khủng bố của Ukraine, mặc dù mục tiêu đến đều là nhằm vào các cơ sở quân sự. Trước đây, Nga cũng từng tuyên bố rằng hạm đội biển đen của họ từng bị UAV của Ukraine tấn công gần Sevastopol ở Crimea, Phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Antony Blinken phủ nhận vai trò của Mỹ trong việc khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ của Nga, mặc dù Mỹ luôn đứng đầu về hỗ trợ quân sự do Ukraine, nói là để tự vệ, còn phía Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hàm thư htdnews.btva.com một lần nữa thì đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo